Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Node.js tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Lần trước mình đã giới thiệu với các bạn về thư viện Matplotlib, các chức năng chính của nó và một clip demo. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn code một cái project về Matplotlib. Bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái project với câu lệnh là npm init -y. Các bạn thấy là đã xuất hiện cái file package.json rồi. Bây giờ mình sẽ tải Express về và viết một cái web server npm install Express và một cái view engine mình sử dụng là ejs-self. Rồi, nó đã lưu vào trong cái file package.json của mình. Bây giờ mình sẽ viết một cái file web server. Mình tạo cái file là index.js. Rồi, mình thêm gói Express vào. Contain Express bằng require Express. Contain app bằng express. Mình cho nó cái biến bọt. Mình chọn là bọt 3000. Mình lắng nghe nó trên cái bọt 3000 này với câu lệnh là app.listen bọt. Và mình muốn xuất ra một cái thông báo khi mà server khởi động. Server đã khởi động trên bọt. Ở đây mình thêm bọt vào. Bọt. Mình khai báo cái thư mục view của mình. App.set view. Đây là view. Và mình khai báo cái view engine của mình. View engine. Ở đây là ejs. Rồi mình sẽ khai báo thử một cái root để mình test xem server mình hoạt động chưa. App.get. Rồi respond.send. Mình trả về một cái thông báo để mình test thử. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động server. Rồi các bạn thấy là server của mình đã khởi động xong. Đã in ra một cái dòng thông báo là đã khởi động trên bọt 3000. Bây giờ mình sẽ vào trình duyệt. Mình vào cái trang localhost 3000. Các bạn thấy là server của mình đã hoạt động. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái trang cho mặc định của mình. Ở đây mình khai báo là thư mục view, cho nên là mình phải tạo một cái thư mục tên là view. Trong thư mục view mình sẽ tạo một cái file là index.ejs. File ejs này mình viết html như bình thường. Ở đây title mình cho nó là homepage. Thì trong homepage cái clip demo trước là gồm có một cái dòng tin nhắn và một cái nút tâm là login. B welcome to my website. Bây giờ mình sẽ tạo một cái nút login để chuyển hướng sang cái trang đăng nhập. Đây là mình dùng là thẻ A. Rồi, chuyển hướng sang cái root là login. Trong thẻ A này mình sẽ tạo một cái button. Button này sẽ có nội dung là login. Rồi. Thì mình sẽ render cái file index này ra. Mình vào cái index.js. Ở đây thay vì .send thì mình sẽ là render. Render index. Rồi, server mình sẽ tự hiểu là index có đuôi mở rộng là ejs và trong thư mục view mình sẽ refresh lại. Rồi, đã xuất hiện là cái nút login rồi. Thì cái nút login này mình chưa có định nghĩa cái root login cho nó, cho nên là nó báo đây là cannot yet login. Mình sẽ viết cái root login cho nó. Ở đây mình sẽ nói là root login. Thì nó sẽ render về cho mình cái trang login red.render login. Rồi. Mình phải qua trong thư mục view mình tạo thêm một cái file login nữa. login.ejs. Thì trong cái file login này nó sẽ có hai cái ô dùng để nhập username và password và một cái button dùng để submit cái thông tin đó lên server. Trong title mình sẽ cho nó là login.
mình sẽ tạo một cái form. Cái form này có phương thức post và mình muốn nó xử lý trên cái root login luôn. Nên là chỗ action này mình sẽ chỉnh thành là login. Trong form mình sẽ tạo hai cái input. Input này có thay là test name là username. Mình cho nó một cái ô để người dùng biết là ô nào nhập cái gì. Thì ở đây là placeholder username. Và mình không muốn là những cái dữ liệu mà người dùng nhập từ lần trước nó sẽ hiện ra, cho nên là mình để là auto complete. Mình cho nó là off. Rồi mình tạo tương tự với mình tạo tương tự cho password. Input mình cho cái type của nó là password. Name ở đây là chính là password. Mình cho một cái placeholder password. Và mình cũng không muốn nó hiển thị ra người dùng. Auto complete. Mình cho nó off luôn. Một cái bút tông nữa. Cái bút tông này có type là submit. Và ở đây chính là login. Rồi bây giờ mình sẽ refresh thử trình duyệt xem là cái trang login mình nó đã hiện ra cái thông tin mà mình đã viết nãy giờ chưa. Mình sẽ refresh. Rồi, như vậy là đã thành công. Thì các bạn thấy là trong cái file login của mình muốn lấy nó ra thì mình phải sử dụng là body parser. Mình sẽ tải gói body parser về. Mình tạo thêm một tab nữa. Mình vẫn giữ cho server của mình hoạt động. Mình cd vào project của mình. Mình sẽ tải gói body parser. Body parser nó có tên là body gạch nối parser npm install body parser -c. Sau khi đã có gói body parser rồi thì mình sẽ tiến hành là mình thêm vào trong cái express của mình. Body parser bằng require body parser thì mình mới có thêm nó vào thôi. Để sử dụng cho nó thì mình phải body. Để sử dụng nó thì mình phải sử dụng là app.view. App.view. Ở đây mình thêm vào là body parser.url encode. Mình cho extend là true. Rồi sau khi đã sử dụng body parser thì các bạn thấy là cái form của mình sau khi mà submit lên nó bằng phương thức post và nó post vào trong cái root login này luôn. Thì để viết cho gọn mình có thể sử dụng là app.root login. Ở đây mình sẽ bỏ cái từ app đi. Mình bỏ luôn cái đuôi login này để cho nó gọn. Xóa cái dấu này đi. Và ở đây là chấm post. Thì các bạn thấy là tại cái thời điểm post này nó sẽ chạy một cái password authenticate. Thì để sử dụng password mình phải thêm cái gói password vào. Mình sẽ tải gói password này về npm install password -save. Sau khi đã tải gói password này về thì mình sẽ thêm nó vào cái file index của mình. Ở đây là mình báo là content password bằng require password. Mình khai báo cho nó sử dụng trong ứng dụng của mình bằng app.view. App.view. Thì trong password nó sẽ có hai cái middleware. Password.admin. Và cái thứ hai chính là password.session. Rồi, như vậy là mình đã có hai cái hàm dùng để khởi tạo cho password. Và trong cái root post này mình sẽ khai báo là password.authenticate. Trong cái authenticate này mình sẽ khai báo cái phương pháp chứng thực của mình là local. Và nó cho mình thêm một cái tùy chọn là nếu như mà lỗi thì nó sẽ redirect mình lại về cái trang login. Ở đây là file redirect.
mình thêm cái root login vào. Mình muốn nó sang nó điều hướng về trang nào thì mình cứ khai báo nó ở đây. Thì ở đây mình mới khai báo cái phương pháp chứng thực local. Mình cần phải tải thêm một cái gói nữa, đó chính là batchbox local về để mình định nghĩa cái phương thức dùng để chứng thực. Mình sẽ npm install batchbox local. Rồi, sau khi tải về mình sẽ thêm nó vào trong cái file index của mình. Content local trial rewind bắt bỏ local. Và phía sau này các bạn là chấm trial. Sau khi đã thêm cái local trial rồi thì bây giờ mình sẽ định nghĩa nó. Mình sử dụng là batchbox.view. Trong đây mình sẽ khởi tạo một cái object của local trial. Trong cái node local trial này nó sẽ có một cái function. Function này sẽ có 3 tham số, nó chính là username, password và một cái DOM. Thì cái username và cái password này các bạn phải nhập đúng như vậy, không thể nào nhập tên khác được. Và cái username này thì các bạn chú ý một điều là bên cái trang login nè, ngay cái phần name mình phải nhập đúng là username và password. Rồi mình sẽ quay lại cái trang index. Thì cái username này chính là cái username mà người dùng điền trong cái form của mình, và password cũng vậy. Thì tại thời điểm này mình sẽ bắt đầu là mình lấy dữ liệu từ trong database của mình lên và mình so sánh. Thì trong clip này mình sẽ tạo một cái database đơn giản để demo cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ tạo một cái file là userdb.json đại diện cho cái database. Trong đây mình sẽ tạo có 3 user. Mình cho cái user này có ID là 15. Rồi. Mình cho nó một cái user, ở đây mình để là USR để các bạn dễ phân biệt với những cái tên khác. User 1. Mình cho password là user 1. Password thì mình để là BQD. My user 1. Rồi, mình sẽ tạo đâu thêm hai cái nữa. Rồi, như vậy là database của mình là có 3 user. Mình sẽ sửa tên cái này chút. 87 mình để cho nó khác đi để mình test. Đây là user 3. Bài bắt buộc là 3. Rồi. Mình đã tạo xong cái database. Thì qua đây mình muốn đọc cái file JSON này, mình sẽ thêm một cái nữa là file system. FS. Rồi. Ở đây mình sẽ ghi là fs.readfile. Readfile thì cái tham số đầu tiên chính là cái đường dẫn đến cái file của mình, đó chính là user db.json. Thì sau khi đọc file xong nó sẽ trả cho mình kết quả là một cái function. Function này sẽ có hai cái tham số, đó chính là euro. Nếu như mà euro á thì data sẽ là null. Còn nếu như mà euro mà null thì sẽ trả về cho mình kiểu dữ liệu là data. Và lúc này data nó có kiểu dữ liệu là buffer, nó mình chưa thể nào thao tác với nó được, mình cần phải json bạc nó về một cái dạng object. Constant db bằng json.bat. Ở trong đây mình để là data. Lúc này cái biến db của mình chính là một cái object. Mình sẽ dùng hàm fill để mà tìm ra cái username để khớp với lại cái username của người dùng. db.fill. Ở đây nó sẽ lấy lần lượt từng user ra để so sánh. Thì mình sẽ lấy cái mục usr ở trong cái user này ra để so sánh với lại cái username. user.usr có bằng cái username của mình hay không? Nếu mà bằng thì nó sẽ trả cho mình về cái user này, cho nên là mình phải tạo một cái biến để mà hứng nó.
Ở đây mình để là user record để cho các bạn dễ phân biệt. Lúc này mình chỉ mới nói là nếu như nó giống username thì nó trả về, mình phải so sánh tiếp password nữa. Rồi mình sẽ tạo là if nếu như cái user này, record này có nghĩa là user này có trong database của mình. Mình sẽ test tiếp là cái mục là bqd trong user để so sánh với lại cái password mà người dùng đã nhập vào. User record chấm bqd có bằng với cái password hay không. Nếu như ở đây là giống password luôn thì mình sẽ gọi hàm done return done. Ở đây cái lỗi là mình sẽ cho nó là null và trong mục này là user record. Còn nếu như có username sai password hoặc là không có username luôn thì mình sẽ trả nó về một cái hàm done là null và false. False có nghĩa là mình không trả về bất cứ một cái gì cả, xem như là chứng thực lỗi. Else mình return done null và false. Thì khi mà nó chứng thực thành công, nó sẽ gọi một cái hàm là serialize user. Mình cần phải khai báo ở đây password chấm serialize user. Trong cái hàm serialize user này nó sẽ có hai tham số. Tham số thứ nhất chính là cái phần mà password.view này nó trả về. Nếu như mà thành công thì nó sẽ trả về là cái này. Thì trong đây sẽ có một cái function nữa, đó chính là user và một cái hàm done. Và mình sẽ tiến hành là lựa chọn một cái mục đại diện cho người dùng để ghi ra cookie. Đó là done null user. Ở đây mình sẽ lựa chọn cái trường là username, ví dụ như là USR. Thì như các bạn biết ở đây password nó sử dụng season để mà nó ghi dữ liệu ra ngoài. Cho nên là mình cần phải tải cái gói season về. Mình sẽ tải gói npm install space season. Rồi mình cần phải thêm nó vào và sử dụng nó. Season bằng require season. Mình cũng cần phải add chấm view. Password nó dùng season cho nên là mình cần phải khai báo cái season này ở phía trên của password. Rồi, add chấm view season nó có một cái thuộc tính rất quan trọng và nó bắt buộc mình phải nhập, đó chính là secret. Ở đây bạn có thể nhập bất cứ cái gì. Thế này nó có báo lỗi. Ở đây mình viết thiếu, ở đây là express season. Và bây giờ mình sẽ thử ra trình duyệt và mình refresh lại cái trang. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái trang localhost của mình, localhost 3000. Mình sẽ đi vào login. Mình sẽ nhập thử một cái thông tin sai. Các bạn thấy là nó đã redirect cho mình có nhập bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi. Cho dù mình nhập đúng cái user 1 và password mình sẽ nhập là password sai. Các bạn thấy nó vẫn điều hướng mình về lại cái trang login. Rồi bây giờ mình sẽ nhập một cái trang đúng. User 1. Rồi bây giờ mình sẽ nhập một cái username đúng. User 1. Password của mình là mypass. Password của mình là myuser. Myuser 1. Rồi mình sẽ login. Nó báo đây cannot login có nghĩa là sau khi mình đã chứng thực thành công rồi, mình không có làm gì tiếp theo nữa, cho nên ở đây nó sẽ báo lỗi là cannot login. Thì ở đây mình mới nói là nếu mà lỗi nó sẽ redirect login, còn nếu mà login thành công xong nó chưa biết đi tiếp vào cái trang nào cả. Thì trong cái object này mình có thể khai báo thêm một cái thuộc tính nữa, đó chính là nếu như mà thành công thì sẽ điều hướng mình sang một cái trang khác. Rồi, ở đây mình sẽ nói là success failure redirect. Success redirect. Thì nếu như mà thành công nó sẽ chuyển hướng mình đến cái trang là login ok.
Bây giờ mình sẽ tạo một cái root cho nó. App.get login ok. Thì khi mà nó vào cái root này, nó sẽ xuất ra một cái thông báo là respond.send, bạn đã đăng nhập thành công. Rồi mình sẽ mở lên lại nha các bạn. Nhập cái là localhost. Mình đi vào cái trang login luôn. Rồi xong mình nhập user 1. My user 1. Rồi mình nhấn login. Thì các bạn thấy là nó vô, nó điều hướng mình sang một cái trang khác. Thì ở thời điểm này nó sẽ lấy cái thông tin ở trong cookie ra để mà nó deserialize, mà mình chưa có khai báo cái hàm này, cho nên là nó báo lỗi ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khai báo cái hàm deserialize user. Rồi ở đây mình khai báo là password.deserialize user. Thì trong cái deserialize user này nó cũng sử dụng một cái function với hai tham số. Cái tham số thứ nhất chính là cái tên lúc đầu mình ghi vào trong cookie nè. Nó sẽ lấy cái tên này và nó trả về đây name, và một cái hàm là don. Thì từ cái username này mình sẽ lại lấy database của mình lên và mình kiểm tra. Mình sử dụng là fs.readfile. Cái đường dẫn database của mình đó chính là userdb.json. Sau khi đọc xong nó sẽ trả cho mình một cái file data có kiểu là buffer. Error data. Mình sẽ chuyển nó về cái dạng object containdb bằng json.bat data. Sau khi đã có cái db rồi thì mình sẽ tìm nó db.file user. Mình nói đây là user.usr có bằng với cái name không? Rồi, sau khi đúng thì nó sẽ trả cho mình về cái user mình cần phải hứng nó. Content user record. Nếu như mà cái user record này tồn tại thì mình sẽ trả nó về một cái hàm don là null và user record. Còn nếu như mà không có thì mình sẽ trả nó về là user null found return. Đó. Null found. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ra trình duyệt và mình refresh lại cái trang của mình. Rồi các bạn thấy nó đã báo cho mình là đăng nhập thành công. Thì khi mà vào root login này nó sẽ lấy cái username nó ra và nó so sánh lại lần nữa trong user database của mình. Nếu như mà khớp cái username thì nó sẽ cho mình vào những cái root khác, còn không thì nó không cho vào. Tiếp đến nữa là trong Batbox.js còn một vấn đề nữa. Đó chính là đối với những cái root nào không quan trọng thì mình cứ cho nó vào tự nhiên. Còn những cái root nào mà quan trọng thì mình bắt buộc là người ta phải chứng thực rồi thì mới cho phép vào. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái root. Mình giả sử nó là private. Private. Thì khi người dùng vào trong cái root này nó sẽ kiểm tra xem là người này đã đăng nhập hay chưa. Các bạn sẽ sử dụng là request.eauthenticate. Mình nói là if request.eauthenticate. Rồi cái này là một function. Nó sẽ trả về true nếu như mà mình đã đăng nhập rồi. Mình sẽ khai báo đây là respond.eauthenticate send welcome to private bay. Còn nếu như mà người dùng chưa chứng thực thì mình sẽ không cho họ vào. Mình ở đây mình có thể là redirect họ sang cái trang login, mà ở đây mình chỉ giả giờ không có thông báo thôi. Bạn chưa login. Và bây giờ để test cái root private này mình sẽ tắt trình duyệt đi và mình mở lại.
mình sẽ đi vào cái trang private của mình. Đó, các bạn thấy mình chưa login mà mình vào thẳng luôn, nó sẽ báo là bạn chưa login. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vào cái trang login để mình đăng nhập. Đăng nhập ở đây là user 1. Password của mình là my user 1 và mình login. Bạn đã đăng nhập thành công. Bây giờ mình sẽ đi vào cái root private. Các bạn thấy ở đây nó để là welcome to private bay, có nghĩa là nó biết mình đã chứng thực thành công rồi. Thì các bạn có biết là tại sao nãy giờ mình cứ tắt trình duyệt điện thoại không? Thì mình sẽ vào đây mình xem nè. Cookie của mình. Thì nó sử dụng session cho nên là nó sẽ lưu ở đây một cái cookie tên là connection ID. Thì các bạn thấy nè, expire. Nó báo đây là cái cookie này sẽ bị xóa khi mà cái trình duyệt đóng. Cho nên là trong session mình cần phải khai báo cho nó thêm một cái cookie nữa mà mình cho nó một cái thời gian tồn tại. Trong cái phần mà app.view cookie, app.view session mình sẽ cho nó một cái cookie. Cookie ở đây là một cái object, trong object mình nói là max ghi tính bằng mili giây, mình sẽ chuyển thành phút cho dễ nhìn. 1000 mili giây chính là 1 giây, mình nhân với lại 60 giây nghĩa là 1 phút, và mình nhân với 5 phút. Mình ở đây mình muốn nó tồn tại bao nhiêu phút thì mình cứ thay số 5 này thôi. Bây giờ mình sẽ refresh lại trang web của mình. Các bạn thấy nó báo là chưa, bạn chưa login. Giờ mình sẽ mở cái cookie lên xem. Đây. Khi nào mình refresh là nó sẽ tạo ra một cái connection ID mới. Và connection ID này nó sẽ báo là mình chưa có login. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành login và mình tắt cái trình duyệt đi. Mình nhập ở đây là user 2, my user 2. Rồi mình login. Bạn đã đăng nhập thành công. Bây giờ mình sẽ vào cái root private. Welcome to Private Bay. Rồi mình đã chứng thực thành công. Bây giờ mình sẽ tắt trình duyệt đi và mở lại. Rồi mình sẽ đi vào cái trang Private thẳng luôn. Localhost. Private. Các bạn thấy là nó vẫn nhớ. Nên là nó báo cho mình là Welcome to Private Bay. Trong clip này mình vừa cùng với các bạn code xong một cái project sử dụng thư viện Bắtbọt.js để mà xác thực người dùng bằng phương pháp chứng thực local. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều cái kiểu chứng thực khác, ví dụ như Facebook và Google, thì cái quy trình nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau ở chỗ là đối với Facebook và Google thì bạn cần phải có một cái cây. Bạn cần phải lên cái trang Facebook hoặc là Google để bạn lấy được cái cây đó và bạn xác thực như bình thường. Rồi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi.